Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip xin được cảm ơn hai anh em Vũ Trung Kiên và anh em Trần Ngọc Nam đã donate ủng hộ cho kênh. Tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới hai anh em. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Anh em thân mến, ở cái tuần trước ấy, hàng loạt những cái video tôi ra, tôi chỉ có chơi cái bộ Witcher thôi. Sở farm chắc là cũng rơi vào đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng 3-4 trận rồi. Gần như là cả cái tuần trước. Đấy, là chúng ta dành ra để chúng ta chơi Witcher, tôi và anh em. Đấy, chúng ta cùng tìm hiểu. Thì phải nói là với từng đấy cái video thì anh em đã quá hiểu cái sức mạnh của cái đội hình đó rồi, đúng không? Mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào. Thực ra là cái điểm yếu của nó ấy, thì nó không rõ ràng. Đấy, nhưng mà cái điểm mạnh của nó thì nó rất là rõ ràng. Khi mà, đấy, tôi chơi chuỗi thắng thì là coi như là thắng là một mạch luôn từ đầu đến cuối. Nếu mà được coi như là hên hên đánh chuỗi thắng. Còn nếu mà giả sử nhưng mà không hên ấy mà đánh chuỗi thua kiểu eco ấy. Đấy, thì cũng rất là ngon khi mà chúng ta có thể comeback ở cái round 15. Sau đó là ở level 7, roll một trong hai con Fallen Witcher hoặc là Shadow Devil lên được 2 sao là nó ok luôn. Rất là ok nhá. Và những cái món đồ cần thiết phải lấy, món đồ nào là món đồ trấn phái cũng đã chia sẻ rất kỹ với anh em. Làm nào để chơi nó mạnh nhất, đấy chính là trấn phái là cái Blink. Xếp Blink Fallen đứng cùng góc với cả con ảo ảnh. Đấy, là nó sẽ có cái lợi thế hơn so với cả những cái người chơi khác khi mà không biết xếp bài như thế. Nó rất là khỏe, bảo kê đến tận răng luôn cho Fallen. Không bao giờ sợ là đón đầu, không bao giờ là sợ là bị coi như là bắt. Đấy, rất là khỏe luôn. Quá mạnh luôn. Mạnh quá đáng luôn anh em ạ. Đấy, điều đó đã khiến cho rất nhiều anh em kêu là sẽ phải counter Witcher bằng cái việc là chơi chính cái bộ Witcher. Đấy, ông nào mà xếp bài hay hơn, ông nào mà lấy đồ chuẩn hơn thì ông ấy thắng. Nhưng mà không anh em. Đấy, cái loạt video của tuần trước nó chính là cái loạt video tri ân anh em nhá. Chúng ta chơi nhiều Witcher để chúng ta tri ân Witcher anh em ạ. Đấy, của cái tuần trước thì đó là cái tuần mà chúng ta tri ân cái bộ Witcher. Và như tôi đã chia sẻ ở trong những cái tuần trước là chúng ta phải tri ân, chúng ta phải chơi cái bộ đấy nhiều vào. Để làm gì? Để tuần này chúng ta sẽ sẽ có một cái series khác. Đó chính là series counter anh em nhá. Và tại sao lại phải tri ân? Tri ân có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sắp phải tạm biệt cái bộ đấy rồi. Đấy. Và tôi nghĩ là hết cái tuần này, sau khi anh em xem một cái series counter Witcher thì chắc chắn tôi và anh em sẽ phải tạm biệt cái bộ Witcher sớm thôi. Nó sẽ đóng hòm sớm thôi anh em ạ. Anh em cứ tin ở tôi nhá. Và cái video ngày hôm nay là cái video tiếp nối cái series counter và Witcher. Đấy, và nó đã được đánh dấu cái sự bắt đầu bằng cái bộ ngũ long hóa hình anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trong những cái line up counter cứng luôn vào cái bộ Witcher. Đấy, counter cứng nhá anh em nhá. Counter cứng có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta chơi chúng ta chắc chắn là chúng ta ăn. Đấy, rồi tôi với anh em bắt đầu thôi. Let's go. Anh em cứ yên tâm. Mặc dù cái bộ Witcher ấy nó rất là mạnh, nhưng chúng ta không phải là không có cái con đường counter. Thậm chí là chúng ta có rất nhiều bài để có thể counter được nha anh em nhá. Anh em cứ yên tâm. Tại làm sao mà tôi lại phải chơi nhiều cái bộ Witcher đến như thế? Để tôi thông thạo bộ Witcher. Một phần là cũng là để lấy cái lợi thế là chúng ta chơi Witcher hay hơn những cái người khác. Đấy, để tìm ra cái điểm yếu của bộ Witcher. Cái thứ hai là gì? Chúng ta sẽ tìm ra được cái bộ counter bằng cái việc là chúng ta chơi nhiều, chúng ta biết cái điểm yếu của nó. Đấy, bây giờ thì chắc chắn là chúng ta biết được điểm yếu rồi. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Chúng ta có một cái điểm mạnh của bộ Witcher, đấy nó chính là ngăn cản cái sự tăng mana của đối thủ. Và đó cũng là cái điểm yếu của cái bộ này. Nếu mà chúng ta không cần sử dụng mana, hoặc là chúng ta vào chúng ta có thể tăng một lúc là 100% mana luôn, thì là chúng ta chắc chắn là chúng ta ăn được. Đó chính là cái điểm then chốt, cái điểm mấu chốt để có thể counter vào cái bộ đấy anh em ạ. Đây rồi. Ở đây tôi pick sẵn rồng nha anh em nhá. Để làm gì? Khi mà chúng ta chơi rồng ấy vào một phát là 100% mana luôn. Đấy. Và khi mà chúng ta đầy mana luôn thì chúng ta không sợ ở việc là bị hút mana nữa. Không sợ là mana không thể tăng được lên để tung trưởng. Có một cái line up rất là hay. Đó chính là line up 5 rồng 9 mét. Tuy nhiên là cái bộ đấy thì nó hơi khó chơi bởi vì nó phụ thuộc vào cái con rồng 5 đô. Đấy, 5 rồng 9 mét thì chắc chắn là ăn được. Nhưng mà khá là khó chơi.
Đấy, nên là chúng ta chơi một cái bộ rồng mà nó đơn giản hơn, mà hôm trước tôi giới thiệu cho anh em, đó chính là bộ ngũ long hóa hình. Đấy, ăn chặt luôn. Bằng cái việc anh em kẹp khống chế, kẹp khống chế và lấy full sát thương dành cho full lần của anh em, thì chắc chắn là anh em sẽ ăn được đối thủ. Kể cả là full lần của anh em mới có 2 sao thôi, nhưng mà nếu mà đủ đam thì chỉ trong cái khoảng thời gian đứng ở trong lồng hoặc là trong cái khoảng thời gian khống chế là anh em có thể ăn được nha anh em nhá. Nếu mà anh em thử rồi thì anh em có thể comment ở dưới video này, bởi vì video hôm trước là mới giới thiệu mà chưa thấy anh em phản hồi được. Đấy, bởi vì là từ hôm đấy đến hôm nay tôi vẫn chưa ra video mới. Rồi. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta đã có 3 rồng. 3 rồng và 4 Aegis rồi. Chúng ta có thể chơi, nếu mà trận này không chơi ngũ long hóa hình, chúng ta có thể chơi gì? 5 rồng kẹp với bom. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy, 5 rồng kẹp bom anh em nhá. 5 rồng kẹp bom. Vào phát quả bom nổ ấy là coi như là dọn dẹp hết anh em ạ. Dọn dẹp hết tất cả, chỉ chừa một con thôi. Đó chính là con co, thì tất cả 10 con nó sẽ dí, nó sẽ dí chết cái con Fallen. Và cái chính ấy là khi mà cái quả bom nó nổ ấy, anh em biết cái điều gì nó sẽ xảy ra không? Nó sẽ giết chết hết tất cả những cái con ở trên bàn cờ, kể cả những cái con hiến tế. Đấy, nó mạnh ở cái điểm đặc điểm là khi mà cái bộ 5 rồng nó chơi ấy, nó cực kỳ counter cứng luôn nhá. Không phải bàn cãi về cái bộ 5 rồng nữa rồi. Cực kỳ mạnh. Chắc chắn là nếu mà anh em chơi 5 rồng thì cái quả bom nó sẽ đặt được đặt ngay từ cái giai đoạn đầu game luôn. Nó sẽ đặt xuống. Mà khi mà anh em có một cái con bom 2 sao ấy, anh em chỉ cần đặt thôi vào giữa cái bàn cờ thôi là nó lổ banh xác luôn tất cả nhá, kể cả cái bọn hiến tế luôn. Mà khi mà Fallen không có cái con phôi để hiến tế ấy, thì chắc chắn là nó chỉ còn một mình. Và nó cũng sẽ không được nhân đồ lên thì nó sẽ rất yếu anh em ạ. Cái con đấy thực ra ấy, một cái con Fallen 3 sao cầm 6 món đồ cam, nó sẽ không mạnh bằng một cái con cung đen mà cầm 6 món đồ cam đâu anh em nhá. Đấy, nó sẽ không mạnh bằng một con Dragon Clan 2 sao cầm full 6 món đồ cam. Nó chỉ mạnh hơn khi mà nó có hiến tế và nó nhân cái món đồ cam đấy ra thành 18 món thôi anh em ạ. Và nó còn kinh khủng nữa, nếu mà nó có cái RO thì nó sẽ là 30 món cam. Đấy, thì thực sự nghe nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà nó chỉ khủng khiếp khi mà cái con Fallen nó được những cái con hiến tế ấy, nó còn sống để mà hóa cơ. Đấy, còn khi mà tất cả những cái con hiến tế nó chết hết thì kể cả có RO, kể cả có full 6 món cam đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình nó có thôi anh em nhá, nên nhớ cái điều đấy. Thế đây là chúng ta counter đó, quá dễ luôn. Chúng ta đã biết rõ ràng là cái việc counter nó sẽ là bộ 5 rồng rồi. Counter một cách triệt để, counter cứng, khẳng định với anh em một lần nữa nó là cái bộ 5 rồng. Còn 5 rồng gì thì đấy, chia sẻ với anh em là 5 rồng 9m này, 5 rồng 6m này, 5 rồng kết hợp với cả Aegis và bom này. Đấy, ngũ long hóa hình. Đấy, đó là những cái line up mà rất là counter luôn nha anh em nhá. Ngoài cái kiểu đấy ra thì chúng ta còn có một cái kiểu counter thứ hai. Đấy là cái kiểu mà chơi những cái đội hình, những cái line up và những cái con co không cần sử dụng kỹ năng, là tăng tăng mana lên để mà sử dụng. Đấy, là những cái kỹ năng bị động thì chúng ta có thể chơi được nha anh em nhá. Cung đen là một ví dụ. Anh em sẽ không cần phải tăng đầy mana để tung trưởng, nên là cái con cung đen cũng sẽ là cái sự lựa chọn số 1 cho cái việc counter vào cái bộ Witcher. Đó. Cung đen này, Scarlet Lancer, Shadow Griller, gì nữa? Ốc. Còn không nhỉ? Mèo 5 đô. Đó, đó là những cái con mà chúng ta không hề cần mana. Ngộ không. Hết chưa? Tôi nghĩ là hết rồi đấy. À, vẫn còn. Light Spirit. Không thể thiếu đúng không? Light Spirit cũng không cần mana. Đó, những cái con tướng không cần sử dụng mana sẽ là những cái con tướng cao tơ. Ok. Rao này khả năng là tôi xin cái chuỗi rồi. Quá ok luôn anh em ạ. Ok các bạn ơi, các bạn cứ có chuỗi đi, mình xin hết. Đó, nếu mà cái trận này nhá mà chúng ta không chơi 5 rồng thì chúng ta vẫn có thể chơi được là cung đen làm co ở trong cái bộ Aegis, hoặc là cung đen làm co trong cái bộ 9 Hunter. Đấy, hoặc là cung đen làm co trong cái bộ 6 Hunter 6 Aegis. Đều là những cái bộ mà chúng ta không cần sử dụng mana nha anh em nhá. Chúng ta không hề
cần sử dụng mana trong những cái bộ đấy. Và chúng ta có thể chơi đôi công, đánh tay bo luôn với cái bộ Witcher được. Đó. Trong cái trường hợp mà không ra được con Dragon Claw thì tôi sẽ chơi như thế. Ok. Còn nên nhớ là trận này có bom thì chúng ta vẫn hướng đến là chơi năm rồng nha anh em nhá. Năm rồng kết hợp với bom cực kỳ kinh khủng luôn. Tôi đã chơi rồi nên tôi biết. Đấy, anh em cứ yên tâm. Tôi phải cho anh em chứng kiến một cái quả bom nó lổ. Chỉ cần một quả bom lổ thôi nha anh em nhá. Trong cái bộ 6 Exorcist ấy, một quả bom 2 được nó lổ rồi, còn chưa tính đến RO đâu. Nhưng mà nếu mà có RO thì chắc chắn là nó sẽ rất là mãn nhãn. Nó sẽ là cực kỳ đã luôn. Đấy, tôi đã chơi một cái trận mà tôi có một cái con bom 2 thôi, nó lổ banh xác luôn tất cả cái bàn cờ, gần như là chết hết. Đấy, sau cái màn lổ đấy nhá, là coi như là gì, một mình con Fallen nó chả có hóa được vào cái gì cả, nó chỉ có một mình nó thôi. Đấy, nhưng mà chưa xong đâu anh em, chưa hết. Và bị con rồng 3 tiền nó khống chế cơ anh em ạ. Rồng 3 tiền nó trói vào, đánh nó có miếng đam nào đâu. Anh em phải xem được cái quả đấy. Tôi sẽ tái hiện lại trong cái trận đấu này. Tôi sẽ cố gắng tái hiện. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải cần cái con Dragon Claw lên 2 sao. Anh em nhá, con đấy nó là cái con co rồi. Nên là chúng ta sẽ phải cần con đấy và cần cái gì nữa, cần con bom. Và điều kiện nó sẽ phải lên level 10, tức là chúng ta sẽ phải đánh ở level 10. Còn nếu mà đánh level 9 nó sẽ thiếu slot anh em nhá. Chúng ta nếu mà ở level 9 chỉ có 5 rồng và 6 exit thôi, nhưng mà không thể nhét được con bom vào. Đấy. Đấy nó là cái điểm mà cũng là khó ở trong cái lineup này. Nó khó hơn cái bộ ngũ long hóa hình, khi mà ngũ long hóa hình chỉ cần đánh ở level 8. Đấy, level 8 là đủ rồi. Level 8 kẹp khống chế ngũ long kẹp với cả Fallen là đủ. Nhưng mà cái bộ này chúng ta chơi là nó khá là tối thượng. Và gần như là nó là counter cực kỳ là mạnh mẽ, counter triệt để luôn. Thì rõ ràng là cái việc mà chơi nó khó hơn thì nó cũng là đánh đổi thôi. Đấy. Tất nhiên là chúng ta cũng không phải tự làm khó mình bằng cái việc là chúng ta lên 10 khi mà bài nó không ra, hoặc là bài nó yếu quá và chúng ta cố gắng dí. Thì cái đấy là còn tùy nhá anh em nhá. Để tôi xem thế nào đã. Đây là chúng ta có 3 assassin này. Đấy, 3 assassin kẹp với cả Exorcist 4 con. Cáo trọt sẽ rất là đau. Và khi mà chúng ta lên 8 là chúng ta kẹp được thêm vào là 3 Hunter nữa anh em ạ. Sẽ đánh ở level 8. Còn ở đây chúng ta sẽ có là 4 Exorcist 2 bit kẹp với 3 Assassin. Quá tuyệt vời luôn. Như thế này là có thể trụ được sau round 15. Đó. Trận này có cả mết nhá. Trận này có cả mết nhá. Ok. À quên, nếu mà anh em chưa xem những cái video trước thì tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa cho anh em biết, là cái vụ mà counter bằng Witcher vừa nãy là tôi nói một vài những cái đặc điểm. Đó chính là chúng ta chơi là chúng ta tăng mana luôn 100% là nhờ cái bộ 5 rồng này. Thì counter cái việc là tăng mana này, đấy là cái thứ nhất đúng không? Cái thứ hai là gì? Chơi những cái con co không cần tăng mana, đội hình không cần tăng mana. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba là gì? Cái này cũng khá là quan trọng nha anh em nhá. Đấy chính là cái đặc điểm dựa vào cái kỳ sức mạnh của cái bộ Witcher. Đó chính là con Shadow nha anh em nhá. Cái sức mạnh của bộ Witcher nó đến từ cái con Shadow. Con Shadow nó sẽ xoay quạt và nó sẽ dọn cái bàn cờ rất nhanh. Nhưng cái đặc điểm của cái trưởng của nó ấy, đấy là nó bị giảm sát thương bởi bộ cá. Chính vì thế anh em có thể kẹp 4 cá vào để anh em counter. Anh em chống cái việc là bị lúc đam ở giai đoạn đầu game đến từ cái vị trí của con Shadow. Đấy, Shadow Devil nó lúc đam rất mạnh. Nhưng mà nếu mà anh em có 4 cá vào thì cái câu chuyện nó sẽ khác nha anh em nhá. Cái câu chuyện đấy nó được chứng minh trong cái clip trước, cái clip siêu phẩm Ốc Bất Tử. Đó, tôi kẹp 4 cá vào thì tôi counter vào cái bộ Witcher. Rồi, round này chúng ta sẽ up cấp thôi. Lên cấp 8. Kẹp thêm 3 Hunter nữa anh em ạ. Quá tuyệt vời. 3 rồng 2 bit kẹp với cả 3 assassin kẹp với cả 3 Hunter kẹp với 4 Exorcist. Quá nhiều Celesi được kích hoạt, rất mạnh luôn. Đấy, như tôi đã nói, tôi sẽ pick sẵn con cá anh em nhé. Tí nữa tôi sẽ kẹp cá và tôi counter. Cứ cái thằng Witcher sao kẹp cá vào tôi anh em ạ. Còn nếu mà anh em kiểu anh em ghét cay ghét đắng nhá, anh em ghét cực kỳ luôn cái bộ đấy, tức là anh em muốn đấm cái thằng mà chơi Witcher ấy bay màu sớm ấy, anh em cứ kẹp 4 cá sớm cho tôi.
anh em cứ kẹp 4 cá sớm thôi. Tôi đảm bảo với anh em luôn là nếu mà nó có lên được cái con sát đâu 2 sao ấy, nó vẫn chưa thể nào mà nó có thể là dừng lại cái việc là chuỗi eco được. Ví dụ như mấy cái thằng mà kiểu chơi bất lão, kiểu chơi Witcher mà xong eco để mà roll ra ấy, để mà roll ra là con Shadow này roll ra Fallen đấy lên 2 sao rồi sau đó là lật kèo ấy, thì không có đâu anh em ạ. Lúc đấy anh em kẹp 4 cá vào nhá thì con Shadow ấy, nó không gây một miếng đam nào luôn. Trong lúc đấy thì cái con Fallen nó cũng chưa có đam, cái giai đoạn đấy Fallen chưa có đam đâu đấy, nên là anh em thoải mái luôn. Anh em có thể đấm trước khi nó to nhá anh em nhá. Đấy, giải bài toán nó chính là kẹp 4 cá. Nhất là những cái bộ như bộ bit ấy, anh em chơi 6 bit anh em kẹp 4 cá vào anh em đấm sấp mặt luôn. Ok đây, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cá cho anh em. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ counter nha anh em nhá. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy hai thằng rồi. Trận này có hai thằng là chơi Witcher rồi. Đấy, đối tượng nha anh em nhá. Ok. Vẫn đang làm chủ tình hình. Anh em thấy là rất là counter rồi đúng không? Mà bây giờ tôi đang có một cái suy tính, chính là cái việc là hiện tại là tôi đang có 4 con cung đen. Đấy, nếu mà giả sử nhưng mà không ra rồng thì khả năng là tôi sẽ roll những con cung đen ở level 8 luôn. Rồi, roll thôi. Ok. Con gấu này là cũng chơi được nhá anh em nhá. Con gấu này chơi được. Bây giờ chúng ta phải cho 6 Aegis Seed vào đã. 6 Aegis Seed này. Đấy. 6 Aegis Seed, 3 rồng có ngon không hay là cho gấu vào ngon hơn? Thực sự con gấu này cũng rất ngon nhá. Có thể làm tăng cơ được. Ok, đây rồi, Aegis Seed đây. Chúng ta sẽ roll ở level này tạm thời nha anh em nhá. Tôi sẽ roll để tôi kiếm cái con cung đen 3 sao chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà bây giờ hiện tại là chúng ta chưa thấy ra con rồng. Con cung đen này mà xác định là lên 3 sao là chúng ta roll ở 8 thôi, không lên 9 anh em nhá. Khi mà lên 9 là cái cơ hội nó sẽ không lên được 3 sao đâu. Đây rồi, ui mà ra rồng luôn ạ. Thế thì cũng hơi khó nhỉ. Từ từ đã để xem chơi co là con gì. Ui gấu này. Thế thì từ từ nhá. Từ từ đã. Ra gấu ơi, bỏ gấu vào thay cho con súng cũng được nhá. Chúng ta có 6 Aegis Seed ở đây rồi. 6 Aegis Seed không cần cung đâu. Không cần phải là 3 cung làm gì cả. Khi mà chúng ta dồn đồ cho con rồng rồi. Con rồng là gánh thôi. Bây giờ rồng lên 2 sao thì tôi sẽ lên up cấp luôn. Đấy, còn nếu mà rồng mà không lên 2 sao ấy thì tôi roll cung 3 luôn. Đấy. Cứ từ từ không phải vội. Đây rồi anh em ơi, anh em thấy chưa? Nhưng mà bạn ơi, cái tầm này thì làm sao xả hết tiền cắt chuỗi tôi kia kìa. Tôi đã bảo là counter cứng mà. Ui rồi ôi, lên nhớ tôi còn 3-4 giây bất tử nữa. Có đấm được chết thì cũng còn khướt mới thua. Ok chưa anh em? Rồi từ từ nhá, để roll thêm nữa nào. Xem nào, gấu 2 sao này. Rồng. Rồng lên 2 đi. Chưa thấy con rồng lên 2 nhá. Nếu mà con rồng này nó không lên 2 sao thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. Chúng ta sẽ chơi con cung đen. Con rồng phải lên được 2. Rồng mà không lên được 2 rõ ràng. Đấy, tôi đã roll khá nhiều tiền rồi đấy. Hai lần của 50 tiền đấy là chắc là chúng ta cũng phải roll được khoảng cỡ đâu đấy khoảng 30 tiền rồi. Vẫn chưa thấy ra. Witcher cứ gặp xong rồi tôi sẽ đấm nó anh em ạ. Hai thằng chơi Witcher thì vô tư. Ui lại sao cung đen này. Thế thì thôi từ từ nhá anh em nhá. Còn có hai con cung đen nữa thôi. Từ từ. Tốn tiếp. Thôi gấu thôi, thôi bỏ. Gấu 2 sao đủ rồi anh em ạ. Rồi, roll tiếp. Ui dồi, bom này anh em này. Bom à? Bom bây giờ bỏ vào thay con rồng à?
Ok. Gặp Witcher luôn. Lại đây bạn ơi. Đến là đón. Đến là đón bạn ơi. Anh em nhìn này. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ơ kìa. Ơ kìa. Tỉnh rồi. 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 Thấy chưa? Thấy chưa? Cứ xả hết tiền định ăn tôi nhưng mà có ăn được đâu. Không đơn giản anh em à. Rồi roll tiếp. Thôi mục tiêu là cung đen 3 nha anh em nhá. Con rồng khả năng không lên được 2 sao rồi. Nếu mà chơi cung đen 3 thì khả năng là không chơi bom đâu. Nếu mà cung đen 3 thì chúng ta chơi hẳn 6 Aegis Seed kết hợp với cả 6 Hunter luôn cho nó khỏe anh em ạ. Chứ còn chơi rồng làm gì. Chơi không chơi rồng và chúng ta cũng sẽ không chơi kẹp với bom nữa. Đấy, kẹp với bom là phải 5 rồng. Còn nếu mà bom mà không kẹp 5 rồng là không tung một trưởng đâu. Đấy, cái vấn đề là như thế. Nhưng mà bây giờ cái con rồng này nó chưa lên được 2 sao. Rồng mà chưa lên được 2 sao thì có khi là thôi. Ok bạn ơi bom đặt được rồi kìa. Ui rồi ôi, quả bom nó lổ. Quả bom nó lổ phát 5k7 đam luôn. To hơn con cung đen bắn luôn anh em ạ. Thấy sức mạnh của nó chưa? Rồi luôn tiếp. Ơ kìa, cung đen ơi, sao luôn mãi không ra vậy? Bán con này đi, thôi không cần. Đủ 6 Exorcist rồi, tôi sẽ chơi 4 đô thôi, tôi không cần con nào ảnh. Con nào ảnh thì nó có một cái nó trộm chó, nhưng mà tôi không cần trộm chó, bởi vì làm sao? Cái bộ cung này này thì có trộm ấy, thì nó cũng không đấm vào cái con mà chúng ta bắt đâu. Cái con bọn cung này nó bắn những cái con yếu máu cơ anh em ạ. Đấy, nó chỉ dí những con yếu máu thôi, bởi vì nó là cái bọn cung mà. Hunter, cái đặc điểm của nó là như thế. Nên là chúng ta không cần phải là sử dụng cái con ảo ảnh để trộm chó làm gì cả. Đây rồi bạn ơi, đây rồi, lại gặp lại. Ừ, ui rồi, có hiến tế 3 sao à. Hai thằng anh em ơi, chứ không phải một thằng, tôi đấm cả hai luôn này. Anh em thấy chưa? Ơ kìa, 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 ơ kìa. 3 sao với chúng tôi. Ôi giời ơi anh em ơi. Mà tôi mới cung đen 12 rồi đấy nhá. Tí nữa mà cung đen lên 3 sao thì nó đấm nhau sấp mặt cái bọn này luôn. Ui cái con này lên được 2 sao rồi này. Thế thì có khi là thôi. Bỏ bom đi. Bỏ bom bỏ rồng luôn. Anh em nhờ. Ui trứng này, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con cung đen nữa thôi. Một con cung đen nữa. Hai thằng Witcher gặp tôi sắp xuống hố hết rồi cái kia. Anh em nhìn thấy chưa? Trời ơi, top 7 với cả top 8 à? À top 6 với top 7 à? Trận này có cả Beat này. Vớ vẩn cái thằng Beat này nó còn sống dai hơn cơ anh em ạ. Ngộ không ra ngộ không rồi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ngộ không vụt đau phết đấy. Nhưng mà anh em ơi, con cung đen của tôi nó vẫn bắn kìa. Bắn đau thế. Ui bắn đau thật sự luôn. Đau quá đi mất rồi. Rôn tiếp. Chơi ở 8 thôi anh em ạ. Kệ bọn nó. Bọn nó lên 9 lên 10 kệ bọn nó anh em nhá. Tất nhiên cái tầm này bọn nó lên 90 50 tiền hay là lên 10 rồi thì nói chung là bọn nó cứ lên thôi. Mà tí nữa tôi lên là cung đen 3 tôi bắn hết. Cứ bình tĩnh. Còn những cái thằng Witcher anh em nhìn đi. Có phải là đáy xã hội chưa? Gặp counter là chết ngay anh em ạ. Đáy xã hội rồi đấy nhá. Anh em nhìn kìa, rank queen ở nó đi nhá, rank queen đi nhá, đang đánh ở mức rank queen và cái người chơi Witcher đang là ở mức rank queen. Căng chưa? Hai thằng Witcher sắp đi rồi, dự đoán là top 7 và top 6. Mà anh em nhìn thấy cái bộ này của tôi không? Gặp hai thằng Witcher vẫn đứng hiên ngang bắn luôn. Chả ngán bố con là nào luôn. Ok, random nó không có đồ. Ui rồi ôi, nó lại tuyệt vời luôn. Kiếm con súng vào nhá. Ở đây là chúng ta ghép được cái bố set rồi anh em ạ. Kiếm được cái bố set luôn đi. Tăng tốc đánh xử lý nó nhanh. Xử lý nhanh tiêu diệt gọn. Rồi, con cung đen thôi. Một con nữa thôi. Ra đi. Ra. Đây rồi. Thôi xong rồi bạn ơi. Thôi nhá, tất cả các cái bạn Witcher quỳ xuống hết đi. Ok, chuẩn bị kẹp cá rồi đấy. Nhưng mà tôi bây giờ tôi kiếm cái con, cho con bom này vào á. Sau đó kiếm con súng.
Và cái bộ Wizard vừa kẹp được cá và chúng ta lại vừa làm gì? Chúng ta lại vừa có cái bộ 6 Hunter luôn. Trời ơi, nó bắn nó rát lắm anh em ạ. Tôi sợ con Fallen nó không chịu nổi 3 phát bắn. Con bom 1 này có vẻ chưa được uy tín cho lắm. Từ từ đã anh em ạ. Con bom 1 này nó sẽ gặp Witcher là không tung được trưởng đâu. Nên tôi quyết định là tôi cho rồng vào thì ngon hơn. Con rồng nó tăng đầy mana luôn đầu game. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Trời ơi, nhìn con cung đen nó bắn nó rát thật sự luôn ấy. Nó bắn đau thật sự anh em ạ. 10k đam, 11k đam cho cung đen. Trời ơi, bắn cái bọn Goblin như bắn bùn. Đây rồi anh em ơi. Bây giờ là lên 10. Anh em ạ. Lên 10, 6 Hunter. Thiếu 2 con nữa đúng không? Thiếu 2 con Hunter nữa. Đây. Thôi, giải tán. Nó không lên được 2 sao. Đấy. Nó không lên được 2 sao, chúng ta giải tán đó. Xong rồi. Đấy, một thằng Witcher đi rồi nha anh em nhá. Một thằng Witcher đi rồi. Còn một thằng thôi, còn một thằng thôi anh em ạ. Khoai lang viên. Cái thằng khoai lang viên nó chơi bộ đấy. Nhưng mà liệu rằng khoai lang viên có sống được đến late game để mà solo không? Tôi đang cần là cái thằng đấy nó phải sống để cho anh em biết cái sức mạnh đội hình thật sự. Tức là khi mà chúng ta solo với cả một cái bộ mắc binh giai đoạn cuối game. Đấy. Chứ còn bây giờ đẩy nó đi sớm thì cũng chả biết. Đúng không? Đấy, nên là anh em hãy hy vọng là nó có thể sống sót được đến cuối đi. Khi mà gặp tôi rao lửa không chết đi. Nha anh em nhá. Chứ còn 14 máu thế kia khả năng gặp tôi là bay màu là cao lắm. Sang đây thử là biết ngay. Tôi sắp kẹp cá rồi anh em ạ. Khi mà tôi đã kẹp cá vào là tôi đã có 30% kháng nha anh em nhá. 30% kháng thì nói chung ý là một cái hất tung nó chả có bó bao nhiêu đam vào người tôi đâu. Trời ơi, cái xòe quạt của con Shadow nó chỉ mạnh, nó chỉ thốn khi mà không có cá thôi anh em ạ. Khi mà chúng ta kẹp cá rồi thì cái món đấy nó chả đáng là bao nhiêu đam. Sang đây, trận này kẹp cá vào ăn cả hai nhà luôn, cả nhà mết luôn anh em ạ, quá tuyệt vời. Goblin thì thôi xong luôn. Anh em nhìn này, Goblin nó full giáp nhá. Tôi nghe nói là cái bộ Goblin ấy nó vừa được bắt 30 giáp thì phải. 30 giáp mà anh em nhìn thấy con cung đen của tôi là bắn nó thấm không này. Trời ơi, thấm thật sự luôn ấy. Vãi đái thật. Bắn đau thật sự. Bây giờ mới ra rồng 2 anh em ạ. Thôi. Bom mày vẫn chưa thấy ra con nào. Đấy. Chưa thấy ra con nào thêm. Thôi rồi, chúng ta sẽ 6 Hunter, 6 Aegisit ở level 10. Bây giờ thì nó là mắc binh. Và tôi đợi cái con tôi sẽ đợi cái con gì nhỉ? Grim. Giờ ra Grim nữa, kẹp Wizard vào. Kẹp Wizard vào thì tôi sẽ vứt con rồng đi anh em nhá. Rồng 1 tiền ấy. Đây rồi, quá tuyệt vời. Rồi xong rồi. Chúng ta sẽ vứt một con cung và một con Aegisit ra. Xong. Mắc binh rồi anh em ơi. Rồi gặp đúng cái thằng mết luôn. Kẹp cá được vào rồi. Thôi xong. Bây giờ thì lấy cái cửa gì ăn được tôi. Trời ơi anh em nhìn này. Bắn đau thật sự. Xong rồi. Bây giờ là cái tình huống là rất là hồi hộp. Đón chờ khoai. Đón chờ bạn khoai sang. Xem là khoai lang viên sang đây liệu rằng là có thể trụ nổi được không. Đừng có sang sớm. Tôi nói thật. Fallen 3 sao. Ui kinh đấy à, kinh đấy. Xem chiến à, ơ đâu, chắc ở đâu đấy. Kinh thật. Anh em GTD XL2 là đang xem. Anh em Bùi Cao Liêm đấy. Fan cứng ở trên kênh là đang xem cái trận đấu trực tiếp. Và nói thật với anh em là trong cái trận đấu này không phải chỉ có một mình anh em Bùi Cao Liêm. Và hiện tại là chúng ta có một anh em khác. Đấy chính là anh em Nguyễn Đình Hiếu cũng đang xem cái trận đấu này. Xin được giới thiệu với anh em Nguyễn Đình Hiếu. Và anh em Bùi Cao Liêm, hai anh em fan bê tông cốt thép ở trên kênh. Có up video không đấy? Có chứ. Dã man. Đây là cái tuần lễ gọi cao tơ đấy anh em ạ. À. Anh em nhớ đừng có bỏ sót bất cứ video nào ở trên kênh nhá anh em nhá. Nếu anh em coi như là
quá ngán hoặc là quá ghét, quá chán với cái việc là chơi Witcher hoặc là bị Witcher nó hành, thì tôi nghĩ là tuần lễ này là dành cho anh em. Ở trên kênh Game Today là sẽ có nguyên một cái tuần ra video là dành cho anh em đấy anh em ạ. Ok rồi. Bây giờ thì chiến thôi anh em ơi, bây giờ chỉ đợi sang thôi, đợi sang để bắn thôi anh em ơi, đợi sang để bắn cho nó sấp mặt thôi anh em ạ. Kẹp cá rồi, 6 Aegis rồi, 6 cung rồi, mắc binh rồi. Bây giờ chỉ có mắc binh nữa là cái con này, cái con Medusa lên được 3 sao thôi. À bộ này leo anh ổn áp lắm rồi, chuẩn rồi. Úi giời, quá chuẩn luôn ông ơi. Bây giờ nhá, ở trong rank, kể cả là trong giải đi, trong giải đấu Championship, toàn là cái bọn Witcher thì cái bộ này nó đấm cho sấp mặt luôn anh em ạ. Rồi 6 Glacier bắn như con luôn. Thôi, nói chung là mấy cái thằng này không tính tiền. Mấy cái bộ 6 Glacier thì không tính tiền anh em nhá. Xong rồi đấy. Quá mạnh luôn. Cướp điên luôn này. Bây giờ tôi chỉ đợi cái thằng Fulon ra, nó cũng hên phết nha anh em nhờ. Từ cái lúc mà nó sắp chết đến bây giờ nó vẫn chưa sang đây một lần nào luôn đấy. Hên thật sự. Đấy, ui ôi, dấu hiệu của Medu 3 sao anh em ơi. Trời ơi, con Medu mà lên 3 sao thì nói chung là hết cưỡng. Khoai lang viên thế rồi, cuối cùng rồi dậy được top 2 rồi kìa. Điêu thật đấy anh em ạ, điêu thật. Nó cũng quá hên luôn đấy, không sang gặp tôi. Không sang gặp tôi bất cứ một cái nào luôn. Và trận này nói chung là mình đánh quá hay luôn. Thật, anh em thấy cái con số không? 100% máu. Đây rồi, ai đây? Ai đây bạn ơi? Ai đây bạn ơi? Có phải là bạn không? Có phải là bạn không? Ok, bạn đấy à. Hello, xin chào. Ôi trời ơi, anh em nhìn này. Trời ơi, nó bắn cho vẫn còn 4 máu. Hên vãi đái luôn. Thế là cái số là được top rồi. Cái số của khoai lang viên kia là được top rồi đấy. Lên được con Fallen 3 vẫn là coi như là ra đi thôi anh em ơi. Trời ơi, gặp coi như counter triệt để luôn. Counter cứng cựa luôn. Không có cái đường nào mà dẫy cả anh em ạ. À. Anh em bảo có cái cơ hội nào cho đối thủ không? Anh em nghĩ có phần trăm nào không? Không có đâu anh em. Thật. Anh em nhớ anh em sẽ bảo là khoai lang viên hãy lấy cái con ảo ảnh và trộm chó bằng cái việc là sâu gắp cái con cung đen của tôi á. Không có đâu anh em ạ. Trời ơi, một cái trận đấu đỉnh cao thì làm gì có cái giai đoạn là gọi là trộm chó ở đây anh em. Không có đâu, không bao giờ trộm được luôn. Đấy, nói nhanh. Rồi, thằng này ra đi trước chứ lại. Quá đen cho cái thằng Beat anh em ạ. Cuối cùng khoai lang viên đã đấm hết để vào chung kết. Quá tuyệt vời luôn. Đây đó chính là cái giai đoạn solo để biết được cái kết quả nha anh em nhá. Xem là cái bộ nào nó mới là cái bộ mạnh hơn. Đấy. Được chưa? Mắc binh chưa? Bên kia thì Fallen Witcher lên được 3 sao nhá anh em nhá. Đấy, bên này của tôi thì cũng mắc binh rồi. Đấy, bây giờ chỉ có hớ mạnh hơn là lên được cái con Medusa lên được 3 sao thôi. Chứ còn như này đó là mắc binh rồi đấy anh em ạ. Đấy. Nhưng còn 4 máu thôi nên là thôi tôi nghĩ là chúng ta không có luôn nữa mà chúng ta sẽ phải cẩn thận đề phòng trộm chó. Đấy, tôi đã nói với anh em rồi mà. Trộm chó, trộm hộ nha anh em, không bao giờ luôn. Làm gì có cái chuyện tôi để cho bắt được cái con cung đen. Tôi di chuyển con này nhanh lắm anh em ạ. Trời ơi, bắt làm sao được. Thôi xong rồi anh em ơi. Đấy, cái câu chuyện nó đã kết thúc anh em ạ. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ui giời ơi, anh em nhìn nó bắn kìa. Trông có giống như là ba phát là con Fallen nó bay bầu không? Trời ạ. Dã man. Đó, anh em thấy chưa? Nó đâu có khó lắm đâu, đúng không? Gặp cái bộ counter cứng là chúng ta cảm thấy là nó sẽ yếu ngay, anh em ạ. Rồi, đó. Xin được giới thiệu cho anh em line up counter triệt để nha anh em nhá. Và cái bộ Witcher, nếu mà anh em ghét cái bộ Witcher, anh em hãy chơi cái bộ này, đấm cho nó sấp mặt luôn anh em nhá. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, siêu phẩm ốc bất tử counter meta anh em nhá, cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, ngũ long hóa hình trở lại để counter bộ Witcher trong cái thời điểm hiện tại, cực kỳ hay và hấp dẫn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi.
bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.